vất vả nhưng mà em cảm thấy vui, em cảm thấy vui, mãn nguyện. Vậy hả? Dạ. Yeah. Vui nhiều không? Dạ, vui mừng lắm. Ừ. À, con muốn nói lời nào với các chú không? Dạ, em cảm ơn những các chú, các gì đã ủng hộ gia đình. Ừ. Các chú ở Canada. Dạ. Cái lúc mưa dột thì lấy nồi đồ, lấy nồi thao đồ hứng mấy cái chỗ dột, hứng nước mưa. Mưa dột là phải lấy nồi thao luôn. Con hứa là con sẽ học giỏi để lớn lên người ba và với bà nội. Vậy hả? Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã An Phong, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đó là chính là ngôi nhà của anh Giang, người mà vợ bỏ đi, anh phải nuôi ba người con, một người mẹ và một người ngoại. Thì ở clip trước đây á, thì Bùi Hồ có quay về ngôi nhà anh và anh đã phải vay tiền của ngân hàng nhà nước để trị bệnh cho mẹ mình. Và hôm nay thì được sự ủng hộ của các chú ở Canada hỗ trợ cho anh Giang sửa lại ngôi nhà mục nát của mình. Và hôm nay là ngày khởi công, thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ cũng như là các anh thợ ở đây nói về các hạng mục làm cũng như là ngày hôm nay làm như thế nào và chi phí làm bao nhiêu. Thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn các chú ở Canada đã ủng hộ cho, đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là ủng hộ cho gia đình của anh Giang. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vô đây. Thì sáng nay các anh thợ thì ở đây thì chúng ta gồm có hai người thợ, đó là một người thợ thợ sắt và người thợ Đạt là thợ hồ, sẽ phối hợp cùng làm. Xin chào cô. Dạ chào. Dạ cô. Dạ. Ôi nhà đông vui quá ha. Dạ tiếp với anh với mệt cứ nằm ngoài rồi. Ô 3 năm kìa. Cô ba, cô đang khỏe không cô? Có mệt. Mệt ha. Ngủ không được hay sao? Không được. Mừng không con? Mừng quá, mừng cho con cháu quá mừng. Quá mừng ha, mà dạ. Bệnh trở nặng ngang không được ha. Dạ. Cố gắng nha cô nha. Dạ, chơi xong rồi mình đảm bảo cho con mình có gì cô mừng cho con cháu. Cô nghe được sửa nhà cô mừng dữ không? Dạ, mừng thì không ngủ được. Thôi cô nghỉ ngơi nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Sáng nay thì các anh thợ đây, vì đây là nhà tổ của cô bác của anh chị, thành thử là các anh thợ cũng vô đây để mà sửa nhà. Ôi. Hôm qua thì anh Giang anh mình có thông báo thì anh Giang anh dọn đồ các bàn thờ cũng như là chân hương đồ ga cái khu vực này, thì anh thợ sắt anh sẽ dỡ cái phần mái tôn này trước nè. Cô bác của anh chị thấy không, thì thấy ở dưới này cái nền nó bị xuống cấp rất là nghiêm trọng luôn hả. Thì cái phần này thì chắc có lẽ ở đây hôm nay thì đến đây gặp đây là anh Giang nè. Anh Giang chào cô bác quý anh chị. Anh Giang. Dạ, chào cô bác chị. Đây là anh Vũ là thợ sắt. Dạ. Và đây là Đạt là người thợ mà cô bác quý anh chị xây khen là nhà đẹp của ngôi nhà Chi Loan á, hôm nay tiếp tục đồng hành. Anh Giang nghe điện thoại thì bây giờ hỏi Đạt trước ha. Thì hôm trước thì mình cũng đã bàn rồi, mình nói cái phần tường này đó nè là mình sẽ đi bơi lại, sơn lại rồi. Đi sơn lại hết ha. Cho nó mới lại, với lại đi điện lại. Đi điện, la phong. Đóng la phong lại. Đó, đó là cái hạng mục của Đạt. Với lại gì nữa? Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì mình dán gạch lên với lại hai cái cầu mới. Mình sẽ dán gạch ở trong này. Với làm một cái cửa nhôm. Làm một cái cửa nhôm. Mình dỡ cái này lên. Dỡ gạch lên không? Không không, cái gạch ở đây mình chỉ làm cái ngay chỗ bồn cầu đó, đặng mình gắn cái cầu kia. Gắn bồn cầu đứng và dán gạch lên, bơi ở trong này luôn hay Đạt ha? Lăn hết. Lăn hết ở trong nhà đó luôn. Rồi cái phần ở ngoài sau này là Đạt coi hôm trước nói nứt nè Đạt. Rồi kiền lại. Cho nó giá lại. Giá lại, kiền giá lại, thấy còn chắc không Đạt? Còn tại nó có gâu móc vô cái nhà lớn rồi. Không sao phải không? Cái này để luôn mà là mình khỏi làm. Bên kia có cái vách ấy nữa. Vậy hả? Như hai nhà dính liền cứng rồi. Vậy là nó không sao cũng được phải không? Nên mình khỏi làm cái phần sắt. Còn phần này sao Đạt? Phần này lập tôn xong rồi bắt đầu mới giá phần này lại, đục hơi ông rộng ra chút mình ném hồ vô. Nhưng mà nó an toàn không? An toàn. Tại có đòn tay mình gác lên chịu rồi. Nói chung là mình cái phần tường này là mình không cần dỡ ra, không cần là làm cái phần sắt ha, thì mình để phần này luôn. Đó, kết cấu là nó an toàn là được rồi. Mấy phần gâu trên đó thấy nguy hiểm. Đạt hôm trước là cái chi phí Đạt thì nó khoảng không có làm nhà vệ sinh thì nó khoảng 20-25 triệu đúng không?
là Đạt bao gồm tất cả các hạng mục như là đóng la phong giống như nhà chị Loan nè, B điện đi nhà vệ sinh là Đạt chịu, thì nhà vệ sinh luôn Đạt nói là mua bồn cầu đứng rồi luôn khoảng 3 triệu thì khoảng 28 triệu ha. Thì chút xíu nó Hồ đưa cho Đạt trước 20 triệu để nhập vật liệu về để mình làm, còn sau đó mình làm xong thì cái mình sẽ gửi tiền luôn cái phần 8 triệu còn lại ha. Rồi vậy đi. Tiếp theo cô bác quý anh chị đây là anh Vũ nè. Anh Vũ là người mà cho em đeo này, cái là người mà có người thợ mà hôm trước mà làm cái nhà có cho chị Loan mà tặng luôn cái phần bàn thờ. Dạ. Anh Vũ sẽ làm những cái hạng mục nào nói cho cô bác quý anh chị nghe luôn đi ha. Dạ. Trước tiên mình tháo cái nóc này ra, lợp cái nóc này lại. Cái nóc này lại với cái khoảng ở đằng sau này là trong ngày nay. Dạ. Cho bà cụ bỏ vô che mưa che nắng. Dạ. Thì xong cái này ngày mai cái tiếp là mình làm cái máy bình hồng như ở trước. Cái máy này em thấy nó thấp quá sao anh Vũ? Em nâng lên bằng này. Bằng trên này luôn ha. Dạ dạ đúng đúng. Này là móc thấp nhất ha. Dạ móc thấp nhất của cái máy bình hồng đó. Dạ. Là băng ra trước luôn. Dạ. Lấy cái đỉnh này, đỉnh cao nhất của con này đem ra tới trước. À. Có nghĩa là thẳng ra trước luôn. Dạ thẳng ra trước luôn. Giữ lại cái phần máy trước là chừng nào làm anh? Thì em tiến hành làm nấu trong ngày mai luôn. Ngày mai làm cái này xong rồi là ra đó, làm đó luôn. Anh Vũ hôm trước là nói tiền hạng mục của mình hết bao gồm tất cả các chi phí là bao nhiêu, nói cho cô bác quý chị biết luôn anh Vũ. Nếu như mà em làm luôn cái cửa nhà tắm á thì nó tầm cỡ 70-75 là luôn cả cửa nhà tắm. Đường cửa này á, là nữa em đưa cái bảo vệ vô. Cái em làm thêm cái khung nhôm ở ngoài, lùa qua lùa lại cho nó kín. Là cái phần cửa sổ. Hôm trước anh nói là mình sẽ bớt ra cái phần nào mà còn là 72 á. 72 dạ đúng rồi, cái phần này. Ừ. Nhưng mà nữa mình đắp vô cái phần lấy 3 triệu bên kia lắp qua cho bên Đạt. Anh Đạt là vô cái cửa nhà tắm nè. À. Dạ. Thì đó là cái hạng mục của anh. Khoảng mình khoảng mấy ngày mình xong anh Vũ ha. Nếu như em tiến hành nó thuận lợi không mưa gió thì chắc cỡ 3 ngày. 3 ngày là bên anh xong hết. Dạ dạ. Nếu như cái chi phí này thì so với ngày trước đây thì nó hơi cao hơn phải không anh Vũ? Dạ đúng, cao hơn. Tại vì sắt giờ nó lên muốn gần gấp đôi. Ừ. Cây nó lên 70-80 ngàn. Lúc trước là nhiêu? Lúc trước thì nó chỉ nếu như lúc trước cái nhà này em tầm em cắt cao gì là giỏi lắm chừng 50. Ơi Đạt ơi, cái phần này Đạt lót gạch không? Lót gạch phần này luôn, Đạt nãy quên nói cái hạng mục lót gạch đây nè. Tráng nền lót gạch đây luôn á cô bác quý anh chị. À, còn cái phần ở trước thì mình gạch còn được, mình để nguyên ha. À, hôm nay thì chắc có lẽ là hồi sáng là anh nhập sắt về hết chưa? Em nhập về một đoạn phần nữa rồi đó. Thì là tại ngày mai nó lên một đợt nữa. Ừ. Thôi chắc có lẽ anh ngồi xuống đây luôn đi. Nãy mới uống cà phê xong, Đạt ngồi đây luôn đi. Để cái máy ở đây để cho em gửi tiền luôn. Dạ. Yeah. Gửi tiền Đạt ơi, trước tiên thì ngồi đây đi cô bác quý anh chị, không có ai quay mình giờ mình ngồi đây tạm đỡ đi cho nó ấy anh. Dạ dạ dạ. Em mới đi ngân hàng chạy xuống Thanh Bình rút nè. Dạ. Yeah. Rút lâu là lý do là cái cây ATM á nó bảo trì phải vô trong rút á. À, vô trong rút thì mới rút luôn 80 triệu của bác quý anh chị. Thì bây giờ chắc em gửi cho anh Giang. Anh Giang nói là bây giờ hôm trước là nói anh Vũ nhập sắt là 50 triệu. Yeah. Thì em gửi cho anh thêm 10 triệu để anh trả tiền công thợ luôn đi ha. Yeah. Là gửi cho anh 60 triệu. Yeah. Rồi anh đếm cái cọc này giùm em. Rồi gửi cho Đạt 20 triệu để Đạt nhập vật liệu về. Anh Vũ thì nhập ba cái sắt về. Điếm Đạt ơi, nhầm khi dính đó. Một lần nữa thì trong lúc các anh điếm tiền á, thì đây là các chú ở Canada hỗ trợ toàn bộ chi phí xây nhà. Các chú gửi cho Hồ Bùi Hồ một cái quỹ thì hỗ trợ toàn bộ chi phí xây nhà của anh sửa lại nhà cho gia đình của anh Giang. Thì
thì sau này Bùi Hồ sẽ công bố quỹ của các chú luôn. Thì một lần nữa thay mặt gia đình An Giang xin chân thành cảm ơn các chú ở Canada đã hỗ trợ cho gia đình của anh. Bùi Hồ trích cái quỹ của chú ra, sau này tổng kết đúng đặt. Các con ra trước chơi đi chút xíu chú ơi. Đủ chưa anh Giang? Nhiêu rồi? Để mấy này nó 50. 50 đúng rồi. Dạ 50. 50 triệu. Dạ. Đây thêm 10 triệu nữa nè. Ồ đạt là 20 triệu rồi đúng không? Rồi 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 8 9 20. À, yeah. Vậy là em gửi cho anh 60 triệu nè. Yeah. Em gửi cho Đạt là 20 triệu là 80 triệu hai anh em. Thì sau này cái xong cái mình gần xong cái mình ấy lần một luôn cho nó dễ. Này gửi nè. Anh bỏ vô hộp này luôn đi. Về nhà đưa cho vợ nha. Không chút xíu nữa hôm qua cũng đưa mẹ hết con nữa. Dạ nó chơi của bác anh chị nữa, cái nữa là... à, anh tại vì anh nhập sắt tiền sắt nhiều lắm, tiền thợ thì cũng hết mười mấy triệu phải. Dạ. Trả cho các anh thợ. Anh kêu phần lớn từ trước xong rồi mai nó kêu phần bên kia cho anh kia. Rồi hôm nay thì cố gắng chúc anh em có sức khỏe làm tốt rồi thuận lợi trong cái công việc thay mặt các chú ở Canada đó. Dạ. Thì cảm ơn anh Vũ với lại anh với lời Đạt thì đã có một cái công trình, đây là cái công trình thiện nguyện mà các chú thì cũng rất là thương về cái hoàn cảnh của gia đình anh Giang, đặc biệt là Hiếu Thảo nữa. À, nên là nữ thôi bây giờ các anh em cố gắng làm việc em ra gia đình anh Giang cái ha. Dạ, rồi, rồi. Dạ. Ôi con. Anh Giang đâu rồi? Giang luôn. Rồi ra trước luôn đi. Cái hạng mục này điện này nè cô bác của anh chị là Đạt phải đi lại hết luôn. À, và đóng la phong ở trên này luôn và bơi lại tất cả luôn. Mệt mấy hôm nay vất vả không anh Văn? Dạ vất vả nhưng mà em cảm thấy vui, em cảm thấy vui mãn nguyện. Vậy hả? Dạ. Dạ. Vui nhiều không? Dạ, vui mừng lắm. Ừ. À, con muốn nói lời nào với các chú không? Dạ em cảm ơn những các chú các chị đã ủng hộ gia đình mình. Các chú ở Canada. Dạ. À. Em thấy vậy là mãn nguyện. Ừ. Mà... hổng gà mình có đi làm gì không? Dạ có anh. Anh hổng gà làm gì? Dạ em cũng đi gặm cá vậy đó. Dạ hả? Ngày được nhiêu? Dạ ngày trăm mấy. Rồi mẹ bệnh sao rồi? Hôm nay thấy bác xuống sức quá. Dạ, thấy mẹ em lại ốm. Ừ. Hôm trước thì cái tiền đó, giấy tờ đồ còn không? Tiền hỏi ấy. Dạ còn, em làm, em đưa cho mẹ em thuốc này kia vậy. Rồi còn tiền không? Dạ không biết nên là em tự đưa cho mẹ hết. Ờ, có nghĩa là vay tiền đưa cho mẹ hết. Rồi cái giờ giấy tờ hóa đơn rồi của ngân hàng còn không? Dạ đó, em đưa mỏi mẹ, tại em đưa cho mẹ hết luôn, em không có giữ. À, chút xíu đi. Dạ. Rồi bây giờ thôi anh cố gắng là anh làm đi, em qua bên đây cái. Phần này thì bơi lại hết, đó. Phần trước này gặp thì có sẵn hết rồi nè. Đây là nhà tổ nên là nữ, mọi công việc làm cũng phải ấy. Ô, bà cụ tối có quậy không cô? Ồ. Giờ này là ngủ. Tối thức. Bà năm nay là 91 rồi. 94. Ôi gần trăm tuổi rồi. Ôi bà cụ này cô bác quý anh chị, đây là ngoại của anh Giang. Bà thì bị lãng rồi nên là trí nhớ không còn nữa nên bà hàng đêm bà ngủ không được thì bà bứt rứt bà cứ quậy à. Và theo chia sẻ của anh Giang thì bà đôi khi thì bà sáng đêm mà không ngủ luôn. Rồi hôm nay thấy sức khỏe của ấy quá cô. Hôm trước thì anh Giang hỏi tiền để mua thuốc cho cô hả? Dạ 40 triệu. Hỏi ngân hàng. Dạ. Cô còn giữ tờ giấy đó không? Có. Ừ. Cho con coi được không? Dạ, kia nó lấy ở trong tủ. Ồ. Rồi, nghe sữa gì không? Không được rồi con. Được rồi, nghe sữa gì vui không? Không có được. Dạ. Cái này là các chú ở Canada đã ủng hộ cho mình á. Dạ, cảm ơn mấy chú ở Canada. Dạ, ngày mai thì cô phải giờ vô nhà chính. Dạ. Sửa xong cô giờ vô nhà chính thì cái phần này mình dỡ ra. Dạ. Ha. Rồi đứa bé con lại đây chú biểu ơi. Con tên gì của anh rồi? Con tên Quang. Quang.
Quang là năm nay là mấy tuổi quên rồi, nó đi phụ ba mấy tuổi quên rồi. Trọng á. Trọng hả? Trọng đâu rồi? Trọng ơi. Ơi ơi à, để Trọng ở đó đi, lát nữa con vô luôn. Sửa nhà vui không? Con vui không? Dạ vui. Vui nhiều không? Nhiều. Nhiều hả? Hết mưa hết ngủ mưa rồi đúng không? Dạ. Vui nhiều dữ cỡ nào nói nghe coi. Khờ quá. Ơi để vô theo lối này của bác quý anh chị. Nhà bên đây dấp bên đây cũng mục hết à. Ờ, đang làm gì hả Trọng? Dạ, đang chặt cái cành. Sao chặt? Dướng hàng rào. Dướng hả? Dạ. Dướng hàng rào nhà. Hàng rào đó đâu có nhà con rào anh mấy củi à. Thôi con khỏi chặt, để đó đi. Rồi sửa nhà vui không Trọng? Dạ vui. Vui nhiều không? Nhiều. Nói sao nói cho chú nghe coi. Hả? À vui gì? Mới sửa xong rồi nhà trời mưa không có giọt như mấy năm trước là mưa nó giọt hoài à. Mưa giọt hoài ngủ được không? Dạ không. Không hả? Dạ. Lúc mà mưa giọt thì con làm cái gì? Cái lúc mưa giọt thì lấy nồi đồ, lấy nồi thao đồ hứng mấy cái chỗ giọt hứng nước mưa. Mưa giọt là phải lấy nồi thao luôn? Dạ. Rồi nửa đêm mình ngủ không được rồi sao? Trời mưa lớn thì đi lấy đồ để tiếp, chứ không lẽ là sáng ngày chụp nhẹp hết trơn. Ờ, lúc đó con có ngủ không? Dạ không nữa. Không nhà, nếu bữa nào không mưa thì con ngủ được, mà bữa nào mưa ngủ không được. Rồi, rồi lúc đó là ví dụ khuya là con với ba thức hay sao? Con với ba với bà nội thức. Con với ba bà nội thức? Dạ. Thức làm gì? Thức rồi đem đồ đi á. Ờ, giờ đồ đi. Ờ, lấy mấy thau hướng nước đi. Dạ. Ừ. Rồi lúc ngủ ngon thì con có làm biếng, con có ngủ luôn không? Dạ, không, con ngủ thôi. Mấy con ngủ rồi nghe tiếng mưa là dậy đi tiếp à. Dạ hả? Dạ. Rồi hôm nay thì con nghe các chú á, các ông đã xây cho, đã làm mới cho mình ngôi nhà nghỉ mưa, dột hết hướng nước mưa thì sao? Dạ, con rất là vui, cũng cảm ơn các mạnh thường quân đó. Tài trợ cho con ngôi nhà. Ừ. À, đáp lại tấm lòng của các mạnh thường quân thì con làm gì để mà cảm ơn các chú? Con hứa là con sẽ học võ để lớn lên nuôi ba và với bà nội. Vậy hả? Dạ. Làm gì để nuôi ba với bà nội? Con cũng muốn biết để lớn lên ngày gì làm được thì làm. Dạ, nhưng mà con sẽ cố gắng học hết lớp 12 không, hay là nghỉ để rồi đi làm phụ luôn? Con chắc không học hết lớp 12 đâu, con phải nghỉ đi phụ và làm phụ của ba. Ừ. Ê, hôm dài mẹ có điện về không? Dạ không. Hả? Rồi ví dụ như mẹ về sửa nhà xong mẹ về có cho không? Cho mẹ về không? Dạ cô cũng biết nữa, bà cũng đâu có chịu về đâu. Sao hả? Sao không chịu về? Con đâu biết đâu. Hả? Tại vì có chồng bà không chịu về. Bà đi đâu chồng bà không chịu về. Nhưng mà ví dụ như chịu về cho về không? Cũng về cho về đâu éo gì được đâu, khôn ghê vậy hả? Rồi ví dụ như con lớn lên là con làm công việc, con học vừa nửa chừng con nghỉ để là làm công việc phụ ba với bà nội. Rồi em con cho nghỉ hay là con cho học? Cho mấy nó học luôn. Cho mấy nó học, ví dụ không có tiền sao? Không có tiền thì con ba làm cái tiền cho nó học. Phải cho nó học luôn. Rồi con thà là con nghỉ học, con nuôi em. Ờ, hiện nay thì con làm cái công việc gì ra tiền chưa? Dạ, bây giờ con đi học luôn mà. Bây giờ con đi học không hả? Có làm gì phụ ba để ra tiền không? Dạ. Đi kiếm cá phụ ba ha? Dạ. Ồ, những ngày mà ba làm dính cá nhiều con vui nhiều không? Dạ, nhiều. Hổm gầy thì có ngày nào nhịn đói không? Dạ, không, ngày Tết để ổng đi chài. Ba đi chài ha? Dạ. Rồi, thôi cố gắng lên ha. Dạ. Rồi, chúc con mai mốt là hết, mình là hết ngủ trong mưa nữa rồi. Dạ. Ừ. Này em con phải không? Dạ. Em gì em họ hả? Em vui. Ờ, con vui không? Tên gì quên rồi Trọng? Nghe vui không nghe? Vui, vui con. Ờ, có nhà mới vui sao nói chú nghe ai? Nói. Thôi được rồi. Được rồi. Rồi cảm ơn cô bác quý anh chị. Đây rồi cô bác quý anh chị phần này nè.
tôi mà phải dỡ từng miếng lá cho nó mục hết nè. Các anh thợ đồ đồ phụ đang làm đang dỡ nhà ra luôn. Cái này là anh Giang anh Phổi làm để bảo đảm an toàn, các anh thợ đây làm luôn à. Này dỡ khó không anh? Dỡ cũng khó. Cây nhỏ nhỏ luôn. Này để lâu nữa chứ không được ha. Một tơ. Này, cô bác của anh chị thấy những cây cột bằng dây như mẹ. Trời ơi trời. Đó. Quay cho cô bác của anh chị thấy ngôi nhà trước khi mà được hoàn thành nè. Hôm nay thì mọi người đều tất bật với công việc rồi. Ngày mai là chắc cũng khỏe hả anh Giang? Nói chung là ở xóm này là ai cũng mừng hết á. Phần cột bên đây cô bác của anh chị thấy nè. Mục hết. Xà gồ này đâu có sử dụng được nữa. Bỏ luôn. Anh Giang chút xíu nữa anh gắn mấy cây sờ gồ mới vô luôn. Ồ anh Vũ chứ lộn. Lát nữa gắn mấy cây sờ gồ mới lên luôn anh Vũ. Gắn sờ gồ mới luôn anh. Sờ gồ mới lên hết. Ừ. Đang làm gì Đạt? Khi nào mà lợp xong thì Đạt đang niền lại hả? Dán mấy lỗ này trước niền chưa lợp xong mới niền. À. Ồ các anh em cố gắng làm ha. Ôi Bùi Hồ một lần nữa xin thay mặt gia đình của anh Giang xin chân thành cảm ơn các chú ở Canada đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, đã ủng hộ cho gia đình anh Giang có một cái ngôi nhà mới. Thì các chú cũng trước đây thì cũng ủng hộ cho gia đình của chị Loan một cái ngôi nhà mới, thì hôm nay còn nghĩ có chú và các chú tiếp tục ủng hộ cho gia đình của anh Giang. Xin cảm ơn các chú và chúc các chú luôn có một sức khỏe dồi dào và an lạc.